một người phụ nữ gốc Hoa 61 tuổi ở New York đã qua đời hôm 22 tháng 2 vừa qua sau một thời gian rất là dài nằm ở trong bệnh viện bởi vì bà bị một cái kẻ một cái người đàn ông 23 tuổi đã cầm một cái cục đá rất là lớn đập vô đầu bà liên tục khi mà bà đang đứng ở trước một cái cái căn nhà đó để mà bà quét dọn đó thì không không có quen biết gì hết tự nhiên rồi từ hồi tháng 11 của năm ngoái thì cái người đàn ông này đã đi ngang và cầm một cái tảng đá đập liên tiếp vào trong đầu bà thì lúc đó là bà bà té xuống sau đó thì bà được đưa vào bệnh viện và Bác sĩ nói rằng bà bị chấn thương sọ não, bà phải nằm bệnh viện trong suốt từ hồi cuối tháng 11 và cho đến hôm 22 tháng 2 vừa qua thì bà đã qua đời. Thì cái vụ tấn công này đó nó đã một lần nữa nó làm cho người ta cảm thấy là cần phải lên tiếng nhiều hơn nữa đối với lại cái nạn mà chống thù ghét người châu Á. À, cái nạn thù ghét người châu Á đó cái, cái người cái hung thủ mà đã cầm cục đá để đập vào đầu bà đó thì đã bị bắt và ông này sẽ phải đối diện với nhiều cái tội nữa và người ta dự trù ngoài cái chuyện mà à, tấn công nè rồi có cố ý gây thương tích nghiêm trọng rồi còn là à, sở hữu vũ khí trái phép nữa thì ông này dự trù sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng 4 sắp tới đây